Chiều nay, Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố Cần Thơ tổ chức lễ trao quy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi đảng cho năm đảng viên là lãnh đạo các doanh nghiệp. Có 2 đồng chí được trao quy hiệu 40 năm tuổi đảng, 3 đồng chí được trao quy hiệu 30 năm tuổi đảng. Đồng chí Quỳnh Minh Truyền, thành ủy viên, bí thư đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố mong muốn các đảng viên tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển và xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp thật sự trong sạch, vững mạnh.